Xin chào các bạn đã đến với kênh của Hùng Xe Hơi. Thì hôm nay trước mặt mình đây tại Hyundai Bắc Ninh, đó là chiếc Hyundai Creta phiên bản cao cấp màu đen. Chiếc xe chắc hẳn là được mong chờ nhất trong 3 phiên bản của Creta, tại vì là phiên bản tiêu chuẩn và đặc biệt thì ra hàng sớm, còn bản cao cấp này thì mới về Việt Nam được khoảng 2 đến 3 tuần. Nhưng mà đặc biệt là lần này bên em về với số lượng lớn, cho nên là cũng đã sẵn những chiếc xe màu đen, màu trắng, rồi xám kim loại, rồi xanh dương, vân vân. Tất cả các màu phiên bản cao cấp đều có sẵn xe giao ngay. Chiếc xe được trang bị với vẻ bề ngoài hầm hố, với nhiều đường gân dập nổi, tạo cảm giác khỏe khoắn và thể thao. Phần thiết kế đầu xe thì có nét hao hao giống đàn anh của Tucson, với hai giải đèn LED định vị hình cánh chim, kèm công nghệ đèn pha cốt dạng LED. Mặt ca lăng được sơn bóng, kèm logo Hyundai định vị toàn cầu to bản ở giữa, và những nẹp được sơn tĩnh điện mạ bạc, nhìn rất là sang trọng và hài hòa. Đến với phần lốp xe thì các bạn có thể thấy chiếc xe được trang bị với la răng là 17 inch trên tất cả 3 phiên bản, và phiên bản đặc biệt và cao cấp thì cái thiết kế la răng sẽ được cách điệu và thiết kế sang trọng như thế này. Đó, bề rộng bản lốp thì là 215 cho cảm giác nhìn hài hòa, và bề rộng bản lốp tương đối tốt thì các bạn đi bám đường sẽ êm ái, và chiếc xe đi sẽ bám đường hơn rất là nhiều. Thì vận hành trên những giải tốc độ cao trên cao tốc thì chiếc xe cũng rất là an toàn. Đó. Phần gương chiếu hậu thì cũng được tích hợp xi nhan dạng LED trên gương, kèm các công nghệ như là sấy gương, điều chỉnh điện, và đặc biệt trên phiên bản cao cấp này sẽ có thêm hệ thống an toàn là cảnh báo điểm mù trên gương. Khi mà chiếc xe bên ngoài đi vào điểm mù của chiếc xe của các bạn thì trên hệ thống gương chiếu hậu này sẽ thông báo và cảnh báo cho các bạn, giúp các bạn lái xe an toàn hơn. Phần tay nắm cửa mạ chrome trên 4 cánh cửa sang trọng, kèm nút bấm mở khóa, đóng khóa thông minh. Rồi, đến với phần cốp xe, phần đuôi xe thì được trang bị giải đèn hậu dạng LED hình chữ T, tạo cảm giác thời trang và khỏe khoắn. Trên đây là giải đèn phanh trên cao cũng là dạng LED trải dài. Dưới là logo Hyundai Creta và kèm chữ Creta to bản, kèm camera lùi tích hợp. Và chiếc xe có 2-3 cảm biến hỗ trợ dừng đỗ cho các bạn. Về phần đèn lùi thì trên Creta và Tucson thì cũng chỉ được trang bị một đèn lùi thôi. Cái này thì chắc là do nhà sản xuất họ thiết kế, họ tạo điểm nhấn và có thể là xu hướng của tương lai. Về chính sách giá bán thì trên 3 phiên bản thì Creta bản tiêu chuẩn và bản đặc biệt thì hiện tại thì giá nó sẽ tiệm cận với cả giá niêm yết, đó là 620 và 670 cho phiên bản đặc biệt. Còn phiên bản cao cấp này thì giá niêm yết của nó là 730 triệu so với bản tông một màu, và bản tông hai màu thì là 735 triệu. Thì tại sao lại là tông hai màu? Thì tông hai màu được trang bị trên chiếc xe màu trắng trần đen và màu đỏ trần đen. Thì hiện tại bên mình có sẵn xe cả tông một màu và tông hai màu, và chiếc xe Creta tông một màu bên mình đang có chính sách giá bán là giảm giá so với giá niêm yết và tặng kèm phụ kiện, đó là phim cách nhiệt, trải sàn da và bọc vô lăng. Cho nên thời điểm này là thời điểm giá tốt nhất trong năm, thì mong các bạn có tìm hiểu thì có nhu cầu mua xe về giá mà cái vấn đề tháng 7 âm nó là nhẹ nhàng thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại mình để ở trên màn hình, mình sẽ tư vấn rõ ràng và mình sẽ bán với cả mức giá hợp lý nhất trên khắp cả nước cho các bạn. Thì trong thời gian tới thì vì là cái thời điểm cũng gần đến cuối năm thì thị trường xe sẽ có cái biến động, đó là có nhu cầu mua xe của khách hàng cao hơn, vì vậy giá xe có thể là sẽ có xu hướng tăng lên. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với phần động cơ. Thì trong phần động cơ này thì mình sẽ bổ sung cái kích thước của xe, đó là chiều dài là 4m315, chiều rộng là 1m790 và chiều cao là 1m660.
Thì trong phiên bản phân khúc xe COB hạng B thì Creta có kích thước ngang với cả Kia Seltos. Nhưng mà ưu điểm đó là khoảng sáng cầm xe của Creta là cao hơn, đó là 20cm, và kèm công nghệ đó là phanh tay điện tử và giữ phanh auto hold. Và một đặc điểm nữa là chiếc màn hình đa thông tin trên sau vô lăng của phiên bản cao cấp cũng to hơn, và hai ghế được hàng ghế trước đã được là thông gió và làm mát. Đó là ưu điểm của Creta so với cả Kia Seltos. Rồi, và phần động cơ thì chiếc xe được trang bị động cơ 1.5 dung tích 1.5 lít với công nghệ Smart Trim, cho công suất cực đại là 115 mã lực, và mô men xoắn cực đại là 144 Nm. Hộp số của xe thì được trang bị hộp số IVT, đó là hộp số vô cấp thông minh. Chiếc xe được dẫn động với hệ dẫn động cầu trước, với tất cả các phanh trước sau đều là phanh đĩa. Và hệ thống treo của xe phía trước là MacPherson, phía sau là thanh cân bằng. Thì về công nghệ Smart Trim của hộp số A của động cơ này thì được thiết kế với công nghệ mới giống như đàn anh Tucson và Santa Fe, cho tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải phát thải ra môi trường. Khoang động cơ rất là rộng rãi, thiết kế hài hòa, và có trên nắp cabo này đã được gia cố thêm những cái thanh cường lực cho chiếc cabo dày dặn hơn và vững chắc. Thân khung xe thì là khung xe thiết kế với thép cường lực hoàn toàn mới, và có khung xe chịu được dao động và tác động cao. Cùng đến phần nội thất của chiếc xe này, các bạn có thể thấy hai màu chủ đạo đó là màu đen thì huyền bí, sang trọng và sạch sẽ, còn màu trắng ở trên trần thì tạo cảm giác hài hòa cho không gian mở, nhìn chiếc xe rất là rộng rãi. Đặc điểm nổi bật của trên phiên bản cao cấp và đặc biệt được trang bị đó là loa Bose, loa cao cấp giống đàn anh Hyundai Tucson, kèm những nút phím bấm ở cửa, có chống kẹt tự động và có hỗ trợ là lập gương tự động theo điều khiển khi các bạn khóa xe. Về chiếc vô lăng này thì cũng giống như đàn anh Hyundai Tucson, được thiết kế với 4 chấu và có ở đây là mạ bạc thôi, còn Tucson thì sẽ mạ sáng hơn. Những phím bấm trên chiếc vô lăng này đó là hỗ trợ tìm kiếm bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động, cruise control. Cái này thì trên phiên bản đặc biệt và cao cấp được trang bị, và chỉ có trên phiên bản cao cấp được trang bị, đó là chức năng hỗ trợ giữ làn đường. Khi mà các bạn đi ở trên đường có rõ vạch kẻ đường thì chiếc camera ở trên phần nóc xe này sẽ quét hai vạch kẻ đường và giữ cho chiếc xe của mình đi trong hai vạch kẻ đường đó. Thì khi mà có dấu hiệu lệch thì chiếc tay lái này sẽ tự điều chỉnh rất là chính xác và nhạy. Về chiếc màn hình đa thông tin này thì cũng được trang bị màn hình giải trí lớn, chỉ trên phiên bản cao cấp mới có, đó là màn hình Full Digital 10.25 inch, hiển thị sắc nét và độ phân giải tốt, giống hệt trên Tucson và Santa Fe. Về màn hình đa thông tin giải trí trung tâm này thì cũng được trang bị màn hình 10.5 inch trên tất cả 3 phiên bản, có tích hợp Google Maps, Apple CarPlay, Android Auto. Đó. Về công nghệ trên chiếc màn hình giải trí này thì mình đánh giá là nó giống hệt đàn anh Tucson luôn, cho nên là tạo cảm giác rất là hiện đại và mới mẻ, mặc dù nó là chiếc xe đàn em. Về điều hòa thì xe được trang bị điều hòa tự động một vùng, và có sấy kính trước, sấy kính sau và sấy gương. Cổng sạc thì cũng được trang bị một cổng sạc to 12V 180W công suất lớn và hai cổng sạc USB. Và đặc biệt trên chiếc xe Creta phiên bản cao cấp này thì được trang bị với làm mát thông gió ghế cho hai hàng ghế phía trước. Đó, hàng ghế phía trước, và các đặc điểm họa tiết của ghế trên phiên bản cao cấp cũng tỉ mỉ hơn và đẹp hơn. Thì trên phiên bản này thì các bạn đi trời mùa hè bật làm mát ghế lên thì sẽ cho chúng ta cảm giác rất là sảng khoái, ngồi mát và rất là thông thoáng. Hộp số của xe thì có
được trang bị hộp số IVT, đó là hộp số CVT, hộp số dây đai nhưng mà dây đai thông minh, gọi là IVT. Tần số thì dĩ nhiên rồi, có được trang bị giống như Hyundai Tucson phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản sang đặc biệt. Về phần phanh tay thì được trang bị phanh tay điện tử và có hỗ trợ dừng đỗ auto hold trên cả 3 phiên bản. Gương chiếu hậu trong thì là gương chiếu hậu chỉnh tay cho nên là cũng chưa có tự động giống như đàn anh Tucson. Rồi, còn hệ thống an toàn của xe thì chúng ta có thể kể đến, đó là hệ thống chống bọc cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh điện tử, hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến áp suất lốp, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ thì cũng được tích hợp rất là nhạy bén ở trên ứng dụng công nghệ trên chiếc camera gắn ở trên nóc xe này. Phanh tay điện tử auto hold rồi, và hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù thì mình đã nói ở phần gương chiếu hậu ngoài được tích hợp công nghệ này. Hỗ trợ giữ làn đường. Đó, hỗ trợ giữ làn đường thì là ở trên vô lăng này rồi. Và số túi khí của trên phiên bản cao cấp này là được trang bị 6 túi khí. Và bản đặc biệt cũng vậy, có duy nhất bản tiêu chuẩn thì là 2 túi thôi. Chúng ta cùng đến với phần nội thất của hàng ghế phía sau thì hàng ghế sau được trang bị móc khóa cho em Isofix này và có độ rộng rất là tốt. Đó, độ ngả lưng ghế phù hợp, độ rộng này mình đánh giá rất là cao tại vì chiều dài cơ sở của xe lên đến 2m610, chiều dài cơ sở dài. Cho nên là hàng ghế trong khoang hành khách phía trước và phía sau được thiết kế rất là rộng rãi. Chiếc xe cũng được trang bị đó là cửa gió điều hòa ghế sau cho cả 3 phiên bản. Kèm cổng sạc USB thì giúp chiếc xe làm mát nhanh hơn và những hành khách ngồi sau có sự làm mát và làm ấm cũng nhanh hơn rất là nhiều. Đằng sau cũng được trang bị loa Bose. Loa thì chiếc xe này cũng được trang bị tổng cộng là 8 loa và phiên bản tiêu chuẩn được trang bị 6 loa thường.